Dạ vâng, chào các bác ạ, là em Thành Ô Tô. Thì ngày hôm nay thì em Thành Ô Tô rất là vui khi mà được tiếp anh Phương ở Thành phố Hồ Chí Minh qua tận đại lý bên em để nộp nốt tiền xe. Thì lúc trước thì anh đã tin tưởng, anh đã chuyển cọc 50 triệu. Thì bây giờ thì em sẽ có một cái vài cái trao đổi nhỏ với lại anh Phương để cho các bác biết là em Thành Ô Tô bán xe như thế nào mà khách hàng trên khắp nơi trên cả nước đều qua ủng hộ em Thành Ô Tô. Vâng, em chào anh Phương ạ. Rồi, xin chào chú Thành. Dạ vâng. Thì anh chào quý vị ạ. Trên kênh của chú Thành Auto. Dạ vâng, thì rất là vui khi được đón tiếp anh ở tại phòng tiếp khách của VinFast Bình Bảo Minh bọn em ở Hải Dương. Thì như em được biết là trong Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất là nhiều showroom, rất là nhiều đại lý. Thế nhưng mà không biết là cái lý do gì mà anh này xa xôi mà anh vẫn ủng hộ em. Rồi dạ. Đến với chú Thành đúng không? Vâng. Thưa quý vị như này, tôi thì cũng như quý vị thôi. Trào lưu của xe điện của Việt Nam thì cũng đang đi. Là cái đường định hướng rất tốt. Vâng. Thì tôi cũng chạy rất nhiều loại xe xăng rồi. Vâng. Từ phân khối nhỏ, phân khối lớn. Từ xe Ford đến xe Mercedes có đủ hết rồi. Vâng. Tại sao mà tôi rất mong muốn mơ ước từ lúc đầu cơ. Trong những ngày đầu năm 2022, vâng, có chương trình xe điện của VF9 ấy, tôi dạ đã vâng. đặt rồi. Dạ. Nhưng trong quá trình đặt rất là lâu là không có VF9 đưa tôi. Vâng. Thì cũng may cho tôi cái trên quá trình xem trên mạng ấy. Thế vâng. Cái đơn vị của VinFast của Hải Dương, vâng, một cái khuôn viên rất đẹp, vâng, đó, và có một cái gì đó nó rất chân thành, dạ, lại gặp được chú Thành trên bán xe, dạ, vâng, thấy chú rất cởi mở, dạ, đó, rất có cái gì men và cởi mở, vâng, và thực thà nữa, dạ, thế thì tôi cũng sẵn sàng xuống tiền, vâng, để lấy một cái xe này về cho gia đình, vâng, đó, cho nó niềm vui của gia đình và cũng là cái chiều hướng mới, dạ, vâng, đó, ok. Rất thế cảm ơn thì quý vị. Như em có trao đổi với anh ấy, thì xe điện thì nó có rất là nhiều cái ưu điểm so với xe xăng. Thì bây giờ thì anh có thể trao đổi giúp em là bây giờ theo cái cảm nhận của anh thì anh thấy là con xe điện nó sẽ vượt trội hơn xe xăng ở những cái điểm gì mà anh đã quyết định chuyển từ một con xe mẹ chuyển sang okay, xe xăng. Ok. Đấy. Tôi thì quý vị, tôi thì nhỏ bé quá. Dạ. Anh thì rất nhỏ bé thôi. Vâng. Một người nhỏ bé trong những người vâng. sống trên trái đất này đang cần rất thiết đi lại bằng cái phương án là nó xanh nó sạch. À, đó, vâng, ok, vâng. Ok. Đấy. Đấy mà chiều hướng chúng ta bây giờ bỏ một khoản tiền cũng không lớn lắm vâng. So với cách đây vài năm trước. Mà vâng. có mua đồ quay hay là của vâng. bên Tesla thì nó quá đắt, quá vâng. mắc. Vâng. Đấy, còn tôi cũng đi thử rồi mà cũng được anh em taxi xanh trong Sài Gòn chở đi nhiều rồi. Vâng. Rất đam mê. Dạ. Rất đam mê, rất đam mê. Vâng. Rất ổn. Vâng. Trước mắt là rất ổn. Vâng. Cầu mong cho VinFast càng ngày càng phát triển. Dạ vâng. Để giá thành hạ xuống cho bà con, vâng, người Việt Nam tiếp cận được tốt đẹp hơn. Vâng. Ok. Thế thì các bác ạ, thì hôm nay nó cũng là ngày 29 tháng 9. Thì VinFast đã chính thức là đưa ra những cái thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc VinFast VF6. Thì tất cả những cái dòng xe điện của VinFast sẽ được phủ sóng từ các phân khúc hạng A, B, C, D, E trong cái năm 2023 này. Thì hy vọng rằng trong cái năm 2023 và 2024 thì em Thành Ô Tô sẽ được bàn giao thật nhiều những cái chiếc xe điện đến tất cả những quý vị khách hàng ở trên khắp nơi trên toàn quốc. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn tin yêu và ủng hộ em Thành Ô Tô. Thì một lần nữa là kính chúc tất cả các bác sức khỏe dồi dào và có được mình nhiều an toàn cuộc sống. Đấy, như anh Phương có chảnh có trao đổi là muốn cuộc sống xanh sạch đúng không anh? Tốt đẹp. Thì, hy vọng rằng là tất cả những người Việt Nam chúng ta cùng thay đổi giống như anh Phương thì chúng ta sẽ có một cái môi trường ở Việt Nam rất là trong lành. Như ở bên Singapore thì họ gần như là bây giờ đang chuyển sang xu thế xe điện rất là nhiều đấy anh ạ. Chính xác, bên chuyển mà tại sao rồi. Môi trường ở bên đấy nó tôi xanh sạch rồi. Tôi xanh rồi. Vâng. Nên người ta áp đặt cái lượng xe nó quan trọng lắm. Vâng. Vì nó là đi đường hàng ngày mà. Vâng. Nó gọi là hàng ngày. Vâng. Đó. Bây giờ chỉ cần tất cả người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội mà sẵn sàng chuyển từ xe xăng sang xe điện thì chúng ta sẽ có một cái môi trường sống rất là sạch anh ạ. Ok. Mà thêm nữa là VinFast VF8 được trang bị 11 túi khí với những cái tính năng an toàn vượt rất trội hơn so với tất cả những xe cùng phân khúc. Nên là dân chúng ta đang được sở hữu một chiếc xe trị giá thực của nó thì chắc là phải được tầm 4-5 tỷ thì chúng ta mới có thể sở hữu được một cái xe có cái công nghệ và an toàn. Tất đây vài năm về trước. Vâng. Rất khó mơ. Rất vâng. Khó mơ. Rất khó. Đấy, mà bây giờ một chiếc VF8 nó giá thành nó chỉ có hơn tỷ thôi anh chính ạ. Chắc, chính xác. Đấy. Thế thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi
cái xu hướng sống của hiện tại, để ngày càng có một cái trái đất, hay là nói xa xôi thì là trái đất, nhưng mà nói hiện tại thì ở Việt Nam sẽ có một cái cuộc sống môi trường nó xanh sạch đẹp hơn. Ok. Vâng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Rồi, cảm ơn chú Thành. Chúc chú Thành càng ngày càng phục vụ tốt cho mọi miền Tổ quốc. Dạ vâng, okay, hẹn gặp lại. Okay. Dạ. Dạ.